sinh hoạt kỹ năng cứu nạn, chia sẻ khó khăn thực hành hay kiểm tra các dụng cụ y tế. Đây là những hoạt động diễn ra vào mỗi buổi tối của chị Ngân và các thành viên trong đội cứu nạn giao thông tình nguyện 911. Mặc dù là nữ, thế nhưng chị Ngân không ngại khó khăn, vẫn luôn cố gắng giúp đỡ người bị nạn với mong muốn không để ai giống gia đình mình mất người thân do tai nạn giao thông nhưng không được cứu chữa kịp thời. Năm 2012, do chị hai của tôi bị mất vì tai nạn giao thông nhưng không được ai cứu chữa kịp thời nên chị hai tôi đã tử vong. Thì sau đó tôi muốn có một cái ý nguyện là tôi sẽ có thể hỗ trợ được những người bị tai nạn giao thông ở ngoài đường để không có ai bị bỏ lại phía sau. Hoạt động hơn 7 năm, chị Ngân và đội đã hỗ trợ kịp thời, cứu giúp rất nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông. Trong đó, nhiều trường hợp sau khi được cứu giúp, họ tìm đến và xin tham gia vào đội. Đi chơi với bạn em thì bạn em có bị tai nạn. Thì lúc đó cũng khuya rồi nên là không có ai mà giúp mình được á. Đường cũng vắng nữa. Nhưng mà may đâu thì gặp chị Ngân với lại các anh chị đi tuần. Thì mọi người có vào giúp băng bó và đưa bạn em lên bệnh viện. Đội cứu nạn có 8 thành viên chính thức, mỗi người có một nghề để mưu sinh khác nhau. Tuy nhiên, họ vẫn tranh thủ thời gian rảnh trong ngày để đi tuần, trực điện thoại 24/7. Bên cạnh niềm vui khi cứu kịp thời nạn nhân, khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Nhiều ca thì là người nhà của nạn nhân cứ nghĩ mình gây tai nạn giao thông, họ cũng có lời qua tiếng lại với mình. Nhưng mà mình cũng giải thích cho họ biết là mình ở bên đội cứu nạn và mình đang giúp người nhà của họ. Hiện tại, chị Ngân đang học y sĩ đa khoa tại trường trung cấp Bách Khoa Sài Gòn. Còn tất cả đội viên của đội đều được đào tạo, cấp chứng chỉ sơ cấp cứu tại Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing. Không chỉ cấp cứu người bị nạn trong lúc khó khăn, đội cứu nạn giao thông tình nguyện 911 còn là hình ảnh đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt khó khăn trong cuộc sống.